Rồi, ok, xin chào các bạn. Mình lại quay lại với kỹ năng reading nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái bài Cambridge sách số 6, test số 1 và passage số 2. Thì bây giờ thì luôn luôn khi mà chúng ta bắt đầu một cái bài 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 đọc thì chúng ta luôn luôn làm hai thứ dùm cho tiếng Anh. Thứ nhất là chúng ta nhìn lướt qua cái tiêu đề nhé, và nhìn cái subtitle dùng cho tiếng Anh để mà mình có thể nhận diện được là cái chủ đề là gì ha. Ngày hôm nay là chúng ta có delivering the goods. Goods này là gì ạ? Nó là hàng hóa chứ không phải là cái gì tốt nha. Good bình thường nó là cái adjective tính từ nghĩa là tốt, nhưng mà khi mà goods này có thêm s tức nghĩa là sao ạ? Tức nghĩa là hàng hóa, stock goods, được không ạ? Rồi, vậy thì delivering the goods là gì? Giao chuyển, chuyển giao hoặc là chuyển phát hàng hóa, đúng không ạ? Thì ngày nay là chúng ta cũng thấy là rất là nhiều cái đơn vị mà có thể là làm cái công việc mà cung cấp giao nhận hàng hóa, đúng không? Rồi, và tiếp tục á, là nếu như mà chúng ta thấy là cái title, cái tựa đề mà nó còn chưa đủ á, mọi người, thì các bạn làm ơn các bạn đọc thêm dùm cho Tuấn Anh cái subtitle này nha. The vast expansion in international trade owes much to a revolution in the business of moving freight. Freight nha, freight. Các bạn thấy cái chữ này lạ quá thì các bạn nhớ dùng cho tiếng Anh về cái chữ mà nó giống giống như vậy là gì ạ? Height, được không ạ? Mình có height là gì? Cao, và mình có cái chiều cao hoặc là cái độ cao là gì ạ? Height. Vậy thì nó cũng sẽ đọc giống giống như cái freight này, đúng không? Rồi, ok. Nhắc như vậy thôi. Rồi, the vast expansion. Expansion là gì ạ? Là cái sự mở rộng. Vast là nó tương đương với một cái chữ gọi là large hoặc là big hoặc là much, many, a lot này nọ. À, thì chúng ta sẽ hiểu cái này vậy gì ạ? Sự bùng nổ, được không? Sự mở rộng mà rất là lớn thì mình gọi là sự bùng nổ. À, nhưng mà các bạn đừng có cố gắng là các bạn hiểu theo cái nghĩa tiếng Việt. Bởi vì sao vậy? Một cái chữ này khi mà chúng ta dịch chay ra thì chúng ta có thể là hiểu nghĩa tiếng Việt như vậy, nhưng mà khi mà nó gắn vào một cái câu nào đấy hoặc là gắn vào một cái văn cảnh nào đấy á, thì có thể là cái cách hiểu nó lại khác đi. Mình sẽ không dịch theo cái kiểu mà cái từ nào nó ra từ đấy như vậy. Thành ra là nếu như mà các bạn học theo cái kiểu là cái nghĩa của nó theo tiếng Việt á, thì có thể là các bạn sẽ khi mà các bạn gặp một cái văn cảnh khác, người ta sẽ hiểu theo một cái chiều hướng khác thì nó sẽ không có lợi cho các bạn. Thành ra là chúng ta sẽ tập, chúng ta hình dung cái khái niệm này ở trong đầu. Expansion là một cái gì đó nó lan tỏa ra ha, vast là một cái gì đó nó lớn. À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự lan tỏa của nó. Rồi, international trade là gì ạ? Là thương, giao thương quốc tế, đúng không? Trade là thương mại, buôn bán mua hàng này nọ, và international trade giao thương quốc tế. Nó owes to gì đó. Cái owe này nghĩa là gì ạ? Bình thường á, I owe you some money because I borrow you that money. Tôi nợ bạn một số tiền là bởi vì tôi đã từng mượn bạn cái món tiền đó. You lended me the money. Mình có những cái từ như là lend là gì ạ? Cho mượn. Mình có borrow. Borrow là đi mượn, đúng không? Và mình có owe tức nghĩa là mắc nợ, đúng không? Và mình có món nợ là gì ạ? Mình có loan. Loan. Rồi. Cái này là noun. Còn cái owe là verb, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái văn cảnh bình thường nó có nghĩa là mắc nợ. Nhưng mà bây giờ mình đặt vào cái văn cảnh này thì nó còn mắc nợ nữa không ạ? Không. Ở đây là nó gây ra bởi một cái điều gì đó. Mình sẽ nói rằng là because of, được không ạ? Because of, bởi vì sao vậy? Nó sẽ ra được cái chữ này, owing to the fact that. Các bạn thấy cái chữ này quen không? Các bạn thấy ở trong writing hoài thì nó nghĩa là because of the fact that, hoặc là because something, subject cộng với verb, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái owing to này nghĩa là gì ạ? Người ta sẽ có một cái sự chuyển nghĩa từ cái động từ owe là mắc nợ một cái điều gì đó. Vậy thì cái sự bùng nổ của cái giao thương quốc tế nó có bắt nguồn, nó bắt nợ từ một cái điều gì đấy, tức nghĩa là nhờ cái điều gì đấy nó mới xảy ra, đúng không? Thì mình sẽ hiểu đó là because of. Đó là lý do mà tại sao mình nói là các bạn đừng cố gắng luôn luôn lúc nào mình cũng tra từ điển và mình hiểu nó bằng tiếng tiếng Việt. Tốt hơn hết đó là mình sử dụng từ điển Anh. Nếu các bạn có thể xài được cái đó thì rất là tốt ha. Rồi,
Vậy thì owes much to a revolution in the business. Revolution là gì ạ? Một cái sự cải tiến, cải cách, thay đổi, a change, a transformation. Và in the business of moving freight là gì ạ? Trong cái ngành nghề kinh doanh về moving freight là vận chuyển hàng hóa. Thì cái moving freight này á, mình sẽ cũng khó thể nào mà mình dịch gọi là từ word by word, tức là từ này sang từ kia. Mà mình sẽ hiểu cái freight này á, là cái hàng hóa, chính là cái goods này đây. Các bạn mà đi vào các công ty logistics vận chuyển hàng hóa thì các bạn sẽ thấy là những cái món hàng nhỏ nhỏ thì nó gọi là item. Nhưng mà những cái kiện hàng lớn thì người ta sẽ gọi đó là freight, được không ạ? Thậm chí là các bạn bây giờ các bạn bật cái ứng dụng Craftland, Craft Delivery hoặc là Lalamove hay là GoViet này nọ, mà các bạn bật vào phiên bản tiếng Anh thử xem thì các bạn sẽ thấy là freight, right? Right. Moving là gì ạ? Sự di chuyển, đúng không? Di chuyển. Và bây giờ không phải là hàng hóa di chuyển mà mình đang vận chuyển hàng hóa. Đó, rồi. Ok. Cái này thì mình sẽ mình nói thêm bên lề như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn lướt qua một tí xíu về cái những cái dạng thức câu hỏi của nó ha. Đây là cái trang mà mình sẽ giúp cho các bạn ở bạn nào mà chưa có mua được sách đó, hoặc là các bạn ở xa các bạn không có mua sách được đó, thì các bạn lên cái trang mini IELTS sử dụng tốt hơn nha. Rồi, thì phía bên trái là cái bài đọc của mình và phía bên phải là những cái câu hỏi của mình. Question cái đầu tiên là gì ạ? Chúng ta sẽ nối which paragraph với lại cái ý, đúng không ạ? Cái statement hoặc là cái information. Chúng ta sẽ đọc cái đề trước dùm cho Tuấn Anh là which paragraph contains the following information. Như vậy là cái dạng thức của cái đề này là phải làm gì ạ? Nối các cái đoạn ý đây được đánh số A, B, C, D, E, F gì đó với lại cái information mà được given in những cái ở trong những cái situation sau đây. À như vậy thì cái việc này chúng ta phải làm cái gì ta? Chúng ta phải đọc và hiểu được cái bài thì chúng ta mới tìm được cái information này, đúng không các bạn? Rồi, cái dạng câu hỏi số 2 là gì ạ? True, false, not given. Nghĩa là sao ạ? Đưa cho mình những cái statement, tức nghĩa là những cái lời khẳng định ha. Và chúng ta sẽ phải kết luận nó là đúng hay là sai. Khi mà đúng hay là sai tức nghĩa là chúng ta phải tìm được thông tin, dữ kiện để mà kết luận được đúng hay sai. Còn nếu mà không có thông tin, dữ kiện liên quan, tức nghĩa là không có thông tin, dữ kiện, tìm không ra, hoặc là có thông tin, dữ kiện nhưng mà nó chỉ khớp một phần thôi, nó không khớp hoàn toàn, thì mình sẽ đưa về not given, được không ạ? Rồi, cái dạng câu hỏi số 3 ngày hôm nay là gì ạ? Là chúng ta điền từ, đúng không? Ừ, đúng rồi, điền từ. Điền từ thì họ sẽ cho mình một cái đoạn văn. Đoạn văn này có thể là nó là một cái bài tóm tắt của cả một cái bài văn, bài đọc phía bên này, hoặc là nó là một cái phần tóm tắt của một hoặc vài đoạn trích ở trong này thôi. Rồi, và người ta sẽ yêu cầu là mình sử dụng, thứ nhất là có thể là người ta sẽ cho mình điền vào chỗ trống. Người ta có thể cho mình những cái lựa chọn dưới đây, hoặc là người ta bắt mình tự điền bằng cách là tìm những cái từ ngữ ở trong bài để mà copy điền vào cho nó thích hợp. Như vậy thì cái công việc ở đây chúng ta buộc phải thứ nhất là chúng ta hiểu được cái bài đọc phía bên trái. Thứ hai, chúng ta hiểu được cái đoạn phía bên phải. Và thứ ba, chúng ta hình dung được ngữ nghĩa của những cái từ ở phía bên dưới, được không ạ? Rồi, cái từ nào mà đọc mà thấy khó quá, không hiểu thì chúng ta tìm lại ở trong cái bài đọc phía bên tay trái để mà coi trong cái văn cảnh đó người ta hiểu hoặc là người ta giải thích cái từ đó như thế nào, hoặc là dựa vào trong cái văn cảnh, cái câu chuyện đó mình có thể lờ mờ mình hình dung được cái ý nghĩa của cái từ đó như thế nào. Từ đó mình sẽ ghép vào được những cái chỗ trống thích hợp, được không ạ? Rồi, đó là cái việc mà chúng ta, việc thứ hai là chúng ta đọc lướt qua cái câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái bài. Thì ở đây có những cái đoạn từ A cho đến I, A đến I. Thì bây giờ các bạn đọc dùm cho Tuấn Anh đoạn A trong vòng 1 phút, cả lớp đều đọc ha. Và chúng ta coi thử, coi là cái này có ý chính như thế nào. Chút nữa sau 1 phút mình sẽ nhờ các bạn tóm tắt lại giùm mình. Mời một bạn tóm tắt lại giùm mình nha. Các bạn bắt đầu giùm mình. Các bạn có thể nhìn vào sách của chính mình ha, hoặc là vào nhìn vào trang web của chính mình, không nhất thiết phải nhìn lên cái màn hình mình share.
Rồi chưa ạ? À, bây giờ mình sẽ nhờ một bạn giúp giùm mình nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ giúp các bạn đọc qua để các bạn thấy được là những có những cái chỗ nào mà các bạn không có chắc chắn lắm về cái phần phát âm của các bạn á, thì các bạn đọc nhẩm theo dùng cho Tuấn Anh nha. Rồi mình sẽ đọc đầu tiên để làm để gợi ý cho các bạn. Rồi, international trade is growing at a startling place. Starting pace. Cái chữ này nó giống với chữ start đúng không? Và nó hơi khó đọc tí xíu bởi vì nó có to ở phía sau. Vậy thì nó bắt đầu từ cái chữ gì ạ? Nó bắt đầu từ cái chữ start thôi. Được không ạ? Và các bạn á, đọc làm sao ạ? Chúng ta có thể bắt đầu đọc bằng cách là chúng ta tách cái chữ này thành ra làm hai. Có chữ start và có link. Vậy thì đọc nối lại thôi. Startling, startling, startling. Được không ạ? Startling. Và đọc nhanh lại tí xíu. Startling. Rồi. Why the global economy has been expanding at a bit over 3% a year. The volume of trade has been rising at a compound annual rate of about twice that. Foreign products from meat to machinery play a more important role in almost every economy in the world, and foreign markets now tempt businesses that never much worried about sales beyond their nation's borders. Rồi, nếu có chỗ nào mà mình đọc qua mà các bạn cảm thấy là thứ nhất là các bạn có thể là đọc thầm mà các bạn thấy là hơi bị khựng lại, tức nghĩa là các bạn đang có vấn đề về phát âm ở chỗ đó, thì các bạn ghi chú lại để mà sau giờ học các bạn có thể là tra từ điển để mà các bạn bắt chước cái cách phát âm. Hoặc là cái thứ hai á, à, các bạn đợi mình xíu. Và cái thứ hai á, là nếu mà các bạn thấy cái cách phát âm của các bạn, mình không nói là phát âm hay hay là không hay ha, mình chỉ cần nói các bạn phát âm đúng và rõ là được rồi. Thì nếu như mà các bạn thấy cái cách phát âm của các bạn mà nó hơi khác biệt với mình tí xíu á, thì các bạn cũng note down lại mấy cái chỗ đó. Có thể là các bạn đang có bị nhầm lẫn về cái cách phát âm ở đó, thì sau giờ học các bạn cũng phải tra lại những cái từ đó ở trên từ điển luôn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ nhờ một bạn nha. Có bạn nào xung phong không ạ? Cho mình nhờ bạn Nghĩa. Tóm tắt đi, chính là A hả cậu? Đúng rồi, bạn A. Và bây giờ mình sẽ không cần phải đọc lên tiếng Anh, mình chỉ cần tóm tắt lại cái nội dung của cái đoạn này và có những cái chỗ nào mà đáng chú ý. Nghĩa thấy là nó là những cái dạng thông tin mà đáng chú ý, giống như là những cái report show that hay là someone says that này nọ, những cái báo cáo hoặc những cái số liệu hay là những cái người này người kia, nhà khoa học này nọ họ nói này nọ, thì các bạn sẽ chú ý vào cái việc đó, thì các bạn nói Tuấn Anh sẽ highlight lại những chỗ đó cho các bạn nha. Thương mại quốc tế đang phát triển với tốc độ chóng mặt, trong khi các nền kinh tế toàn cầu đang mở rộng với tốc độ là 3% một năm, thì khối lượng giao dịch đã tăng lên ở mức gấp đôi. Các cái sản phẩm nước ngoài từ thịt cho đến máy móc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mỗi nền kinh tế trên thế giới. Và các cái thị trường nước ngoài thì đang thúc đẩy cái ngành nghề mà chưa bao giờ quan ngại về cái việc bán hàng doanh số, việc bán hàng doanh số qua các nước láng giềng. Ok, rồi thì ở trong này cũng cái cấu trúc ngữ pháp thì mọi người có cảm thấy là có gì khó khăn không ạ? Ngoài những cái từ mới ra, cái international trade is growing at a startling pace. Bây giờ mình gặp cái chữ startling này, mình phải xử lý nó như thế nào ạ? Mình sẽ chưa cần biết nó là cái gì, tuy nhiên mình nói với các bạn startling tức nghĩa là amazing hoặc là surprising, thì các bạn hiểu nó là gì ạ? Nó là đáng ngạc nhiên đúng không ạ? Rồi, pace, thì các bạn thấy cái chữ này thấy nó lạ, nhưng thực chất là nó lạ mà quen. Bởi vì sao ạ? Pace thì nó bằng gì ạ? Bằng với speed hoặc là bằng với rate, tức nghĩa là tốc độ ha mọi người ha. Các bạn chú ý cái chỗ này chút xíu. Rồi, mình có why the global economy has been expanding at a bit over 3% per year. Như vậy thì cái mình quan tâm ở đây là gì ạ? Hơn 3%. Vậy thì cái a bit đóng vai trò là gì?
đóng vai trò là bổ nghĩa cho cái over. Over nó sẽ đóng vai trò bổ nghĩa cho cái 3%, hơn 3% và a bit hơn 3%, tức nghĩa là hơn 3% một tí xíu, được không ạ? Mỗi năm. The volume, volume là gì ạ? Volume là cái khối lượng, đúng không? Ở lộn xin lỗi, ừ, cái mình cũng không thể nào mà nói rằng tiếng Việt được. Tiếng Việt thì mình nói là khối lượng, nhưng thực chất volume là gì ạ? Ở trong những cái hộp sữa các bạn thấy á, volume là 200, mình gọi là thể tích, đúng không? Nhưng mà cái này, cái khối, mình không thể nói là thể tích thương mại được, mà mình nói là cái số lượng và cái khối lượng thương mại. Nó đang tăng lên, rise. Các bạn có nhớ cái từ này mà Tuấn Anh lấy mấy lần trước Tuấn Anh nhắc với các bạn không? Phân biệt chữ rise và chữ raise, nhớ không ạ? Rise chủ động tăng, còn cái raise này là chúng ta sẽ làm thúc đẩy một cái gì đó tăng, hoặc là chúng ta kéo một cái gì đó tăng lên thì chúng ta gọi là raise. Rồi, rise at a compound annual rate. À rồi, mình có cái rate giống như cái nãy, đúng không? Rate. Thì ở rate này á, là cái tốc độ hoặc là cái phần trăm, cái tỷ lệ, được không ạ? Annual là gì ạ? Là mỗi năm. Compound, compound là sao ạ? Là kết hợp lại. Compound nó giống như combine vậy. Compound nó cũng giống như là combine. Combine là gì ạ? Là kết hợp, nối lại. Thì đây là tỷ lệ gộp. Tỷ lệ gộp là sao vậy? Là bởi vì cái trade này nó có thể nó gồm có nhiều cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như là retail, hoặc là wholesale, hay là distribution, ví dụ như vậy, bán lẻ, bán sỉ, rồi phân phối lùm la. Thì đến này người ta sẽ không có nói về một cái tốc độ cụ thể của một cái nhóm ngành nào cả, mà người ta gộp lại của cả cái tất cả mọi các hoạt động giao thương luôn, thì người ta sẽ gọi là compound rate hoặc là combined rate, là tỷ lệ gộp, tỷ lệ kết hợp lại. Of about twice that, được không ạ? Rồi, như vậy ha. Twice that, twice là gì ạ? Twice là hai lần, two times, được không ạ? Vậy thì that là gì ạ? That nó thay thế cho gì? Thay thế cho a bit over 3%, được không ạ? A bit 3%, two times. Right. Như vậy thì là mình sẽ hình dung là cái global economy này là gì ạ? Cái nền kinh tế của toàn cầu nó đang tăng trưởng với cái tốc độ là 3%, gần gần hơn 3%. Thì cái tốc độ của cái trade này á, cái việc giao thương á, thì nó lại tăng còn gấp đôi nữa cơ. Tăng gấp đôi được không ạ? Twice that. Rồi, mọi người thấy được cái việc này không? Ok. Rồi, foreign products là những cái sản phẩm nước ngoài, tức nghĩa là hàng ngoại nhập á. Thì là sao ạ? Từ meat, từ thịt, mặt hàng thực phẩm là thịt, cho đến machinery. Machinery thấy quen không ạ? Thấy lạ mà quen, là bởi vì nó bắt nguồn từ cái chữ machine. Machine là gì ạ? Chiếc máy, máy móc. Và mình sẽ gọi chung những cái máy móc, nói chung mình gọi là machinery. Và machinery nó vừa là countable, vừa là uncountable, vừa đếm được và không đếm được. Và hơn nữa, khi mà nó đếm được á, thì nó có quyền là khi mà số nhiều nó vẫn để là machinery như thế này luôn, không sao hết ha. Rồi. Thì nó play a more important role. Bây giờ có cái cụm này thì chúng ta sẽ nhớ về gì ạ? Play an important role, đóng vai trò quan trọng. Và bây giờ mình có cái more nữa góp vào là đóng vai trò quan trọng hơn. Đóng vai trò quan trọng hơn. Hơn ở đây là một cái phép so sánh, đúng không ạ? Trong phép so sánh. Nhưng mà chúng ta có thấy là more than cái gì không ạ? Không. Không thấy more than gì hết. Chúng ta đọc hết cái cụm đây luôn nha. Play a more important role in almost every economy in the world. Ở trong hầu hết mọi nền kinh tế trên thế giới. Economy, nói về cái chữ này á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có nhiều cái để chúng ta bàn luận. Chúng ta có economy này á, thứ nhất là nó bằng với cái gì ạ? Nó bằng với cái hoạt động giao thương, hoạt động kinh tế. Ví dụ chúng ta nói là the economy of fast food là gì ạ? Là cái hoạt động kinh doanh fast food, hoạt động kinh doanh thức ăn nhanh.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói rằng là ví dụ the USA is largest economy in là gì ạ? Nước Mỹ, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Rồi, đó là cái danh từ. Bây giờ economy mà đóng vai trò là tính từ thì mình như thế nào ạ? Chúng ta đi máy bay á, chúng ta có những cái hạng vé khác nhau như là business class và mình có economy class, economy tickets, thấy không ạ? Đó là cái hạng hạng bình dân. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục á, là mình có tính từ của nó, economic. Và economical. Rồi. Economic là nó relating to the economy. Tức nghĩa là thuộc về hoặc là mang cái tính chất liên quan đến nền kinh tế. Ví dụ như là ví dụ như là Vietnam's economic. Sorry, mình cứ đánh sai chính tả hoài. Economic health là gì ạ? Cái sức khỏe, health là bình thường là sức khỏe, nhưng mà đây là cái thành tích hoặc là cái sự phát triển về kinh tế của Việt Nam, được không ạ? Về kinh tế. Rồi, mình có economical, tức nghĩa là gì ạ? Là chúng ta có hiệu quả về kinh doanh, tức nghĩa là nó có sinh lời. Profitable. Như này là double T. Hiệu quả, sinh lời, được không ạ? À? Đó là những cái từ mà chúng ta đi kèm với cái chữ economy. Right. Và mình còn có một cái chữ nữa là gì ạ? À? Economics. Các bạn thấy là mỗi lần mà cái từ gì mà nó có cái S ở phía sau thì thường thường nó là một cái bộ môn nghiên cứu hoặc một cái môn học nào đấy. Ví dụ như mình có môn toán là gì ạ? Mathematics. Các bạn thấy có chữ S ở phía sau đúng không? Mình có physics. Hả? Là bộ môn về vật lý. Đấy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái xu hướng của nó là cứ XX ở phía cuối là những cái bộ môn nghiên cứu hoặc là những ngành nghiên cứu, những ngành học economics, ngành kinh tế học nghiên cứu về nền kinh tế, việc vận hành của nền kinh tế, được chưa ạ? Rồi, vậy thì quay lại với cái vế hồi nãy, chúng ta có foreign products play a more important role in almost every economy in the world. Rồi, chúng ta đang thấy có cái cấu trúc là so sánh hơn, more important. Cái foreign products nó đóng vai trò quan trọng hơn ở trong hầu hết mọi nền kinh tế trên thế giới. Như vậy ở trong đây thông thường chúng ta sẽ thấy là more là phải more than một cái gì đó đúng không? So sánh hơn là phải hơn một cái gì đó. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là không có more than, chúng ta không thấy có cái so sánh nó hơn cái gì cả, thì chúng ta sẽ hiểu là cái foreign product này nó hầu như là nó đóng vai trò quan trọng hơn mọi thứ khác ở trong nền kinh tế, được không ạ? À? Hơn mọi thứ khác trong nền kinh tế. Như vậy thì mình sẽ cảm giác nó như thế nào ạ? À? Nó đóng vai trò chủ đạo, nó áp đảo mọi thứ khác trong nền kinh tế, và hầu như là nó sẽ gần như là đứng nhất trong mọi cái nền kinh tế trên thế giới, được không ạ? À? Có thể là có hàng nội địa và có foreign product, và khi mà nó đã có play more important role như vậy, tức nghĩa là cái còn lại nó sẽ less important role, đóng vai trò kém quan trọng hơn. Như vậy thì cái foreign product này này nó sẽ dominate, nó sẽ dominating, tức nghĩa là nó áp đảo ở trong cái nền kinh tế đây, nó áp đảo những cái còn lại, được không ạ? Rồi, và cái vế thứ hai ạ, foreign markets là sao ạ? Cái thị trường nước ngoài, now tempt businesses. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái chữ tempt này á, là gì ạ? Thu hút, hấp dẫn.
tempt là attract, là thu hút hoặc là hấp dẫn, đúng không? Và chúng ta có cái này nè, temptation. Temptation là gì ạ? Sự cám dỗ. Và chúng ta cũng có danh từ đối với attract là gì ạ? Attraction. Rồi, attraction thường á là nó mang tính tích cực hơn. Ở cái bối cảnh này á, thì tempt với là attract thì nó tương đương với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang danh từ á, thì cái temptation á, nó có vẻ là nó hơi gọi là gì ta? Nó hơi negative một tí xíu, nó hơi tiêu cực một tí xíu, nó là cám dỗ. Còn cái attraction là gì ạ? Sự hấp dẫn, được không ạ? Rồi, liên quan đến cái này mình có tính từ là tempting. Tempting là gì ạ? Cám dỗ. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là cái việc tiêu xài tiền hoặc là shopping rất là cám dỗ. Shopping is tempting. Shopping is a temptation, là một cái sự cám dỗ. Nó không có lợi lắm cho mình, đúng không ạ? Rồi, và nhưng mà ngược lại mình có cái attractive, thì nó lại là hấp dẫn, thu hút, được không ạ? Thì nó sẽ tích cực hơn tí xíu. Thì cùng một cái nghĩa đó, nhưng mà hai cái từ nó sẽ mang hai cái attitude, hai cái thái độ khác nhau ở trong đó, được không ạ? Rồi, như vậy thì các cái thị trường nước ngoài nó sẽ thu hút những cái hoạt động kinh doanh hoặc là những cái doanh nghiệp. Business là việc kinh doanh. But that never much worried about sales, là đã chưa bao giờ từng lo lắng về sales. Beyond, chưa bao giờ phải quan tâm, worried này. Bình thường á, chúng ta sẽ hiểu nó là lo lắng, đúng không? Lo ngại, lo nghĩ. Rồi bây giờ, lo nghĩ là gì ạ? Chúng ta phải suy nghĩ về nó, chúng ta phải quan tâm về nó. Thì chúng ta sẽ never much worried, hoặc là never much concerned, hoặc là consider, quan tâm, suy nghĩ, tính toán về cái việc sales là doanh số hoặc là hoạt động bán hàng ở beyond their nation's borders. Beyond là gì ạ? Vượt ra ngoài their nation's border. Borders là cái phạm vi giới hạn, tức nghĩa là cái đường biên giới của một cái đất nước nào đấy, tức nghĩa là đi vượt ra ngoài. Vậy thì cái câu này mà chúng ta nên hiểu như thế nào ạ, bạn Nghĩa? Cái vế mà foreign markets. Tức nghĩa là những cái foreign markets ngày nay á, bởi vì cái giao thương nó đã phát triển, nó đã mở rộng cực nhiều rồi, thành ra là những cái thị trường nước ngoài bây giờ nó mang lại một cái sức hấp dẫn đối với những cái doanh nghiệp, đến nỗi mà trước đây các cái doanh nghiệp đó chưa bao giờ phải suy nghĩ là nghĩ tới cái việc mà bán hàng ra nước ngoài, được không? Ví dụ trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cái việc mà chúng ta xuất khẩu cà phê ra nước ngoài, đúng không ạ? Chúng ta hài lòng với cái việc buôn bán cà phê trong nước. Nhưng mà thị trường nước ngoài quá tiềm năng, quá hấp dẫn, cho nên là mới dẫn đến cái xu hướng là Trung Nguyên trở thành cái nhà dẫn đầu trong cái việc là xuất khẩu cà phê ra nước ngoài. Ví dụ như vậy, trước đây các trang trại cà phê ở Việt Nam chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đó, đúng không? Và bây giờ cái việc thông giao thương nó đã mở rộng lắm rồi, cho nên là người ta bắt đầu bị thu hút hơn bởi thị trường nước ngoài. Người ta sẽ nghĩ nhiều hơn đến việc là thúc đẩy doanh số ở nước ngoài, được không ạ? Beyond their nation's borders là vượt ra ngoài đất nước của họ, được không ạ? Vậy thì đối với cái đoạn A này thì mình sẽ lưu ý về những cái gì ạ? Ý chính của nó. Lưu ý thì thứ nhất là về cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng của volume trade. Okay. Thứ hai đó là cái vai trò của các cái sản phẩm từ nước ngoài và các cái thị trường nước ngoài. Ok, rồi. Thì các bạn thấy là cái đoạn A này đơn giản là cái việc introduction và nó giới thiệu cho mình cái bối cảnh. Và các bạn sẽ nhớ dùng cho Tuấn Anh giống như bạn Nghĩa, bạn đã làm á, là
Những cái này nè, chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta có thể là các bạn có thể tự do các bạn dùng tiếng Việt tiếng Anh gì các bạn miêu tả nó cũng được. Global economy là cái sức mạnh kinh tế toàn cầu, ví dụ như vậy. Rồi, nhưng mà nếu mà các bạn không có hình dung được, các bạn gặp khó khăn trong cái việc là dịch ra tiếng Việt thì các bạn cũng đừng cố gắng nó nha, các bạn cứ đặt tên nó thôi. Chúng ta sẽ nói là cái sự tăng trưởng của các global economy và cái tăng trưởng của volume of trade, giống như bạn nghĩa bạn vừa nói đó, volume of trade là xong. Mình quan trọng là mình hiểu ở trong đầu là được rồi, chúng ta không cần phải thể hiện ra, chúng ta không cần phải nói ra, bởi vì ở trong reading người ta đâu có ghi nhận mình có thể là diễn đạt được bằng tiếng Việt nào. Quan trọng là trả lời đúng, hiểu đúng là được rồi. Rồi đoạn A là như vậy. Rồi bây giờ đoạn B các bạn tương tự vậy, các bạn dành 1 phút các bạn xem dùm cho Tuấn Anh cái này nha. Đoạn B mọi người có bắt đầu 1 phút. Rồi, ok. Mọi người đọc xong chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ đọc qua nhé. What lies behind this explosion in international commerce? The general worldwide decline in trade barriers, such as customs duties and import quotas, is surely one explanation. The economic opening of countries that have traditionally been minor players is another. But one force behind the import-export boom has passed all but unnoticed: the rapidly falling cost of getting goods to market. Theoretically, in the world of trade, shipping costs do not matter. Goods, once they have been made, are assumed to move instantly and at no cost from place to place. The real world, however, is full of frictions. Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America, but if delays in shipment lie up working capital and cause winter coats to arrive in spring, stray may lose its advantages. Ok. Rồi, bây giờ mình xin nhờ một bạn nhờ bạn Yến dùm cho anh nhé. Cái gì đã đứng đằng sau cái sự bùng nổ quốc tế? Commerce là gì ạ? Commerce là cái việc thương mại, mua bán. Đứng sau cái sự bùng nổ thương mại quốc tế đó, có chữ nào em bị gặp khó khăn không ạ?
Dạ, chữ decline đó là giống như giảm, decline giảm, decrease decline. Cái sự giảm xuống giữa cái ngăn cản thông thường ở thế giới đó nó đã giảm xuống. Ví dụ như là cái nào không biết á mình cứ đọc tiếng Anh không sao hết. Những cái ví dụ như là custom duties và import quotas là một trong những cái lời giải thích điển hình nhất. The economic opening of countries that have traditionally sự mở rộng. Cái chỗ này mình thấy nó lạ quá đúng không? Thì mình sẽ làm gì mọi người? Mình sẽ coi từng cái chữ đó và mình cảm giác nó như thế nào. Mình gắn với những cái kiến thức xã hội, kiến thức bên ngoài của mình để mà mình có thể đoán được nó một tí xíu. Economic là gì ạ? Là kinh tế, mua bán đúng không ạ? Kinh tế, kinh doanh, mua bán. Opening, nó liên quan đến open. Open là gì ạ? Mở rộng. Mở thôi chứ không phải mở rộng. Mở, open a book. Em thấy không? Open là mở ra. Như vậy cái opening này là gì ạ? Một cái verb in, đúng không? Mình thấy nó là một cái verb in. Verb in có thể đóng vai trò làm giống như là một cái gerund, tức nghĩa là đóng vai trò thay cho một cái noun, một cái danh từ. Hoặc là cái verb in cũng có thể đóng vai trò là một cái adjective. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình thấy là nó đi cùng với cái of. Như vậy thì cái này opening nó sẽ đóng vai trò làm thay thế cho một cái noun. Và khi đó nó sẽ chỉ cho mình về một cái hành động. Hành động open, hành động mở ra. Mở ra mà về việc mua bán, về việc kinh tế của các countries. Được không? Đó. Yeah. Rồi. Đã được ưu tiên hay là... Nope. Mình sẽ thấy, khoan từ từ lại xíu. Mình thấy cái chữ dots này là gì ạ? Dot nó sẽ biểu thị ra rất là nhiều thứ mình có thể là gọi là có khả năng xảy ra. Dot này có thể là dot cộng với subject cộng verb. Ví dụ như chúng ta có the fact that, subject cộng verb. Ví dụ the fact that the sun rises at the east. Is undeniable. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái chữ dot này nó cộng với một cái cụm subject cụm verb đúng không? Thì nó làm gì ạ? À? Nó làm mở rộng ra cho một cái danh từ hoặc cái cụm danh từ trước đây đúng không? The fact that, được không? That the sun rises at the east. Rồi như vậy thì nguyên cái cụm này that the sun rises at the east is undeniable, thì cái việc đó là nó không thể chối cãi được. Đó là cái sự thật không thể chối cãi được. Hoặc là một cái that thứ hai, chúng ta có cũng that subject cộng verb. Ví dụ she reports that a lot of students has improve, have improved, xin lỗi. Là chúng ta có gì ạ? Mình lại có that mà cộng với subject cộng verb đúng không? She reports that. Như vậy là cô ấy báo cáo rằng that là rằng. Cô ấy báo cáo trình bày rằng là rất là nhiều học sinh đã tiến bộ, đã trở nên tiến bộ. Rồi bây giờ cái that này có cộng với gì nữa? Cộng với verb. Thì nó dẫn đến cái việc gì ạ? À? Nó chính là một cái relative clause đúng không ạ? Mệnh đề quan hệ. Nó tương đương với gì ạ? À? Which. Rồi, vậy thì á mình sẽ cần là ví dụ the computer that I have bought is white. Như vậy thì cái dot này, cái cách sử dụng của nó lại khác. Ở đây là dot là chiếc computer mà tôi đã mua thì nó có màu trắng. Như vậy thì cái dot I have bought này
thì nó sẽ sao ạ? Thì nó bổ nghĩa cho cái computer, đúng không ạ? Hoặc là the woman that is working is my mother. Như vậy là cái cô phụ nữ, cái người phụ nữ mà đang đang đi bộ đằng kia là mẹ của tôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái that này nó bổ nghĩa cho the woman, that này bổ nghĩa cho the computer, đúng không ạ? Vậy thì em thấy là ở đây that have traditionally been minor. Trước khi mà mình đọc để hiểu thì mình cũng cần phải xem xét nó đang nói về cái gì và nó đóng vai trò gì ạ? Nó đóng vai trò bổ nghĩa cho gì ạ? Bổ nghĩa cho countries, đúng không? Cái việc mở cửa giao thương của những cái nước mà have traditionally been minor players, đúng không ạ? Rồi, is another. Bây giờ mình thấy có cái động từ ở đây và có cái động từ ở đây. Vậy thì mình sẽ phải thấy rằng là cái động từ này nó đi kèm với cái that này. Như vậy thì cái động từ này nó thuộc về cái that này và nguyên cái cụm này nó sẽ trở thành relative clause, đúng không ạ? Rồi, và cái is another này là nó thuộc về gì ạ? Nó là động từ thuộc về cái chủ ngữ nào ạ? Nguyên một cái cụm đằng trước nó là từ cái the economy cho tới minor players. Đúng rồi. The economic opening of countries is another. Được không ạ? Is another. Rồi, bây giờ mình coi là that have traditionally been minor players là sao ạ? Mình có major và minor. Là gì ạ? Là đa số và thiểu số. Thì đây là cái nghĩa gốc của nó. Bây giờ nếu như mà mình nói đây là đa số thiểu số, đúng không? The major students, a major of students, đa số học sinh thì mặc áo màu trắng, wear white shirts, ví dụ như vậy. Rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói là major player, minor player. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung là cái nền kinh tế đó là một cái thị trường hoặc là một cái cuộc chơi, một cái cuộc đua, đúng không? Thì sẽ có nhiều cái đơn vị ở trong đó, nhiều cái công ty ở trong đó, hoặc là nhiều cái đất nước, nhiều cái quốc gia tham gia vào trong cái nền kinh tế của thế giới. Thì mình sẽ khi mà mình hình dung cái cuộc chơi như vậy thì mình sẽ thấy player là gì ạ? Một cái thành viên trong Đúng cái khuôn đó. rồi. Một cái thành viên, một cái thành phần ở trong cái cuộc chơi đó, đúng không ạ? Như vậy thì a minor player, bây giờ chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào ạ? Họ yếu hơn Một thành viên nhỏ nhoi, được không ạ? Một thành viên nhỏ nhoi. Rồi, thì các bạn thấy là ở đây là những đất nước mà traditionally, traditional là gì ạ? Truyền thống. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là nó gắn với cái ngữ cảnh này, nó còn mang nghĩa truyền thống không ạ? Không. Truyền thống là gắn với cái nghĩa gì? Truyền thống là nó liên quan đến quá khứ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu là trước đây hoặc là trong quá khứ, những cái đất nước đó là những cái thành viên hoặc là những cái người chơi mà nhỏ nhoi, đúng không? Ví dụ Lào, Campuchia, Việt Nam là những thị trường rất là nhỏ so với những thị trường như là Japan, USA hay là China, cực kỳ lớn, đúng không ạ? Như vậy thì cái nhóm của Việt Nam, của Lào, của Campuchia nó không là gì so với những cái ông lớn cả. Rồi, vậy thì ở đây cái câu này người ta đang muốn nói gì ạ? Nguyên câu, em ý. Một một cái nguyên nhân khác là cái của cái một cái nguyên nhân khác là cái sự Sự opening, economic opening, được không ạ?
Rồi, thì khi mà các bạn có thể dịch ra là economic opening, tức là mở cửa giao thương, mở cửa nền kinh tế. Năm 1991 hay là 90 gì đó, Tuấn Anh không nhớ, hay là 89, là cái thời gian mà gọi là thời kỳ đổi mới hay là thời kỳ mở cửa. Chắc là các anh chị nào mà lớn hơn Tuấn Anh không, các bạn biết 91 là lúc đó mình mới ra đời, mình cũng không biết gì hết. Thì đó là trước đây là mình không có giao dịch với nước ngoài, đúng không ạ? Và vào cái thời gian đó mình mới gọi là thời kỳ đổi mới hoặc là thời kỳ mở cửa gì đó, mình mới bắt đầu có cái sự trao đổi, mình mới buôn bán với nước ngoài, mình mới mậu dịch với nước ngoài, thì đó gọi là cái economic opening, được không ạ? Đó, thì ở đây mình có cái hai cái explanation là gì hả em Miến ha? Cái sự mở cửa của những cái nước yếu hơn trước đây, với lại cái sự giảm xuống của cái trade Ừ. Rồi. barriers, ví dụ như là custom duties và Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu lại, bởi vì á, mặc dù là chúng ta chưa hiểu tiếng Việt nó là cái gì, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được là ở đây chúng ta thấy được hai cái lies behind this explosion. Khi mà chúng ta thấy là những gì nó nằm sau this explosion thì chúng ta sẽ hiểu gì mà đã đứng đằng sau và nó làm xong, thì chúng ta hiểu đó là gì ạ? The reason, đúng không? Hoặc là a factor, một cái yếu tố, cái nhân tố hoặc cái nguyên nhân nào đó nó thúc đẩy cái this explosion in this international commerce, được không mọi người? Như vậy thì ở đây mình có hai cái mà nó lies behind. Thứ nhất là cái general worldwide decline in trade barriers, tức nghĩa là cái sự suy giảm những cái hàng rào kinh tế, hàng rào thương mại, những cái rào cản thương mại, ví dụ như đánh thuế nhập khẩu hay là trợ giá hay là cấm vận, ví dụ như vậy, đúng không? Đó, thì đó là những cái mà gọi là trade barrier. Barrier là gì ạ? Barrier tức nghĩa là cái trở ngại, cái chướng ngại vật. Các bạn mà đi đến đi ngang qua những cái tòa mà lãnh sự quán như là đại sứ quán, ví dụ trên đường Lê Duẩn ở Sài Gòn thì có cái lãnh sự quán Mỹ, thì các bạn thấy là có xung quanh cái dinh thự đó nó dựng lên một cái hàng rào, những cái trụ cột bê tông để mà ngăn chặn những cái phương tiện như là xe tăng hay là xe hơi nào mà nó cứ đâm đầu vào, gọi là khủng bố, đâm vào những cái tòa nhà đó, thì nó bằng bê tông đó, người ta gọi là hàng rào, đúng không? Người ta sẽ gọi cái đó là barrier. Thì tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ hình dung là ở trong cái nền kinh tế nó cũng có những cái barrier như vậy, nó ngăn chặn những cái bạn ở bên ngoài bạn tràn vào, thì người ta gọi là cái barrier, được không ạ? Thì nó có thể là những cái custom duties. Rồi, chúng ta không biết cái custom duties là gì, import quota là cái gì, thì chúng ta cứ tạm để đó, chúng ta cứ đọc lên, vì chúng ta biết là nó có, thứ nhất là cái decline về những cái custom duties, những cái import quota và những cái barriers, được không ạ? Trade barriers. Rồi, bây giờ mình giải thích cái custom duties là gì ạ? Customs, các bạn đi ra sân bay, sau khi các bạn check in, đúng không, thì các bạn sẽ đi ngang qua một cái quầy gọi là custom, là gì, hải quan, đúng không ạ? Vậy thì cái custom duties này á, duties bình thường nó có nghĩa là cái nghĩa vụ. Duty là nghĩa vụ. Rồi, nhưng mà ở trong thương mại hoặc là trong kinh tế thì cái duty này còn có mang nghĩa là những cái số tiền, những cái loại phí mà mình phải trả, ví dụ như là thuế, hay là thuế nhập khẩu, hay là thuế bất cứ loại thuế nào mình cũng gọi là duties, kể cả cái thuế thu nhập cá nhân, mình đi làm mình kiếm được lương và mình phải đóng một cái phần thuế cho nhà nước, thì cái đó cũng gọi là một cái duty, nó tương đương với lại tax ha mọi người ha. Mình có những cái từ mà nó đi thường nó đi kèm với nhau, mình có duty, tax và levy. Đó, thì mình sẽ có số nhiều là gì ạ? Duties, taxes và mình có levies. Xong phải levy, xin lỗi. Levies, để không ạ? Đó là những cái loại thuế hoặc là phí nào nào mà phải đóng. Rồi, import quota. Rồi, mình có ví dụ như là
Một năm là đất nước của chúng ta là đất nước gọi là xuất khẩu nông nghiệp đúng không? Nhưng mà đôi khi là chúng ta cũng phải nhập cái gạo về để mà chúng ta bán trong nước, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà nhập gạo về tràn lan nhiều quá thì sẽ làm gây hại cho các bác nông dân ở nước mình đúng không? Cho nên là ở mỗi quốc gia họ sẽ có tự bảo vệ cho nền kinh tế của họ bằng những cái quota. Quota gọi là cái limit, là cái hạn ngạch. Cái hạn ngạch tức nghĩa là các bạn, các nhà kinh tế, các nhà thương nhân họ có quyền nhập vào hoặc là xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng mà ở một cái mức độ nào đó thôi. Ví dụ một năm là họ được phép nhập 500 tấn gạo vào trong nước chứ không được hơn, thì mình sẽ gọi cái đó là quota. Và ở đây mình có import quota là gì ạ? Cái hạn ngạch nhập khẩu, giới hạn nhập khẩu. Đó là mình giải thích thêm cho các bạn biết những cái từ ngữ để mà các bạn có thêm cái vốn từ vựng. Rồi, nhưng mà cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta đọc cái câu này thì chúng ta phải xác định ngay là one explanation, không cần dịch ra, một nguyên nhân là gì ạ? Là trade barriers such as custom duties and import quota. Ok, được không ạ? Chấp nhận là nó bằng tiếng Anh luôn. Và cái another, another là gì ạ? One and another, cái này và cái khác. One and another. Cái này và cái kia, một cái explanation, một cái lời giải thích, tức nghĩa là một cái reason, và another, another explanation, another reason. Rồi, thì mình phải dù ở đây mình không hiểu, mình không biết tiếng Việt, mình gọi là cái opening, economic opening là cái gì, nhưng mà mình phải biết được là cái another reason is the economic opening of country. Alright. Rồi, câu tiếp theo dùm cho anh. Bạn nghĩ nào? But one force behind the import export boom has passed on, but another, the rapidly falling cost of getting goods to market. Một trong những cái ảnh hưởng Force. ha một Ừ, một một trong cái những ảnh force hưởng khác, một cái force. đằng sau cái sự bùng nổ của xuất nhập khẩu đã pass on nhưng mà không có được chú ý tới, đó là cái việc giá cái việc giá cả giảm xuống thật nhanh chóng của cái việc giảm giá xuống, cái việc giá của cái đưa goods tới thị trường giảm xuống. Ok, cost đó, mình sẽ hiểu đó là chi phí, là số tiền phải bỏ ra ha. Mình sẽ có nhiều cái từ khác nhau mà nó liên quan đến cái việc mà giá. Đầu tiên là mình có price, price là cái giá mà người ta niêm yết, giá bán. Người ta nói là căn nhà này bán nhiêu, tôi nói giá 2 tỷ, nhưng mà thực chất là tôi xây cái nhà đó giá nhiêu, là tôi xây cái nhà đó chắc là 1 tỷ 8, ví dụ vậy. Thì cái đó là sao ạ? Cost. Cost là gì ạ? Chi phí, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra mình còn có gì nữa? Mình còn có fee. Fee là phí, thường nó là lệ phí để mà có được một cái dịch vụ nào đó thì mình sẽ gọi là fee. Rồi mình còn có rate. Rate là giá, giá nhưng mà tính trên một cái đơn vị nào đó. Ví dụ như là chúng ta đi làm đúng không? Các bạn nào mà đi du học á thì các bạn hay đi làm thêm, hoặc là thậm chí là các bạn học sinh bây giờ rất là giỏi nha, các bạn đi làm thêm ở các cửa hàng và người ta sẽ hỏi là what's your rate? Ví dụ tôi nói là tôi kiếm được 20.000 đồng một giờ. Đó, thì cái rate đó là cái 20.000 mà trên một đơn vị là một giờ, hoặc là 200.000 một ngày, ví dụ như vậy. Thì đó là cái rate. Rồi, tôi đi thuê phòng khách sạn thì tôi sẽ không hỏi là what is the price of a room. Tôi không có hỏi là giá của căn phòng, mà tôi sẽ hỏi giá thuê căn phòng một ngày là bao nhiêu. Vậy thì tôi sẽ hỏi là what is the rental rate? Room rate. Các bạn mà mở trên các trang web như là Agoda hay là Booking.com á, các trang web đặt phòng khách sạn, các bạn sẽ thấy room rate là gì ạ? Giá thuê phòng. Đúng không? Thì nó sẽ tính trên gì ạ? Tính trên ngày. Đó, thì nó đang tính trên một cái đơn vị cụ thể. Thì đó là mình nói thêm về những cái từ mà nó có liên quan như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi là cái đoạn này như thế nào ạ.
But one force behind, một cái force nữa mà nó behind the import-export boom has passed all but unnoticed. Một cái thế lực, force là gì ạ? Một cái lực, được không? Thì ở đây là chúng ta sẽ hiểu nhiều cái cách khác nhau. Bình thường á, là mình có động từ là make someone do something, tức là bắt người nào làm một cái điều gì đó. Và chúng ta cũng có cái động từ là force somebody to do something, tức là ép buộc một cái người nào đó làm một cái việc gì đó. Và chúng ta sẽ có cái danh từ là force. Force danh từ là gì ạ? À? Sự thúc ép hoặc là cái lực ép, lực đẩy. Đây, vậy thì khi mà gắn vào ở trong cái bài này thì chúng ta có hiểu là cái lực đẩy nữa không ạ? À? Không, chúng ta sẽ hiểu là một cái yếu tố, đúng không ạ? Một cái yếu tố mà đứng sau cái import-export boom này đã pass all. Pass là gì ạ? Chúng ta thường hay nói là pass by, ví dụ như là đi ngang nhà tôi, pass by my house, tức là đi ngang nhà tôi. Thì các bạn sẽ đừng có cố gắng nhớ nó là đi ngang nhà, mà chúng ta thấy là hình dung một cái đoạn đường ở đấy mà chúng ta, ví dụ chúng ta hỏi đường, đúng không? Chúng ta đi đi đường chúng ta không biết, cái chúng ta dừng lại hỏi chú xe ôm là con muốn đến cái nhà thờ kia, thì đi đường nào, cái ông ấy nói là pass the park, tức nghĩa là đi qua, vượt qua cái công viên thì sẽ tới cái nhà thờ đó, như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái pass này là gì ạ? Đi ngang qua, vượt mặt, vượt qua. Rồi nó pass all, nó vượt qua gì hả em Yến ha? Pass all vượt qua gì đây? Em nghĩ là những cái nguyên nhân trước. Hai cái nguyên nhân ở đằng trước. Một cái yếu tố nữa mà nó đã vượt mặt hai cái yếu tố trước đây. Nhưng mà unnoticed là sao ạ? Không có được để ý tới. Yes, không có được để ý đến. Và sau đó người ta có cái dấu hai chấm. Thường cái dấu hai chấm là nó mang cái ý nghĩa là giải thích. Sau cái dấu hai chấm không nhất thiết phải có subject cộng verb, mà nó có thể chỉ đơn giản là mới cụm danh từ mà thôi, bởi vì nó chỉ cần giải thích thôi mà, giải thích thôi. Thì giải thích là một cái yếu tố khác. Yếu tố ở đây là gì ạ? The cost, đúng không? The cost, the cost là cái chi phí, chi phí, cost of getting goods to market, tức nghĩa là chi phí để đưa hàng hóa đến thị trường. Chúng ta sản xuất ra, chúng ta đã tốn công, chúng ta nghiên cứu, là chúng ta mua nguyên liệu về, rồi chúng ta sản xuất ra, chúng ta đóng gói, nhưng mà bây giờ chúng ta không có đem đến được siêu thị hoặc là đến cửa hàng để bán, không đem ra được thị trường để bán, thì coi như là không có kinh doanh được, đúng không? Cho dù chúng ta có sản xuất tốt bao nhiêu mà chúng ta không có đưa hàng hóa đến thị trường được thì cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng không? Như vậy thì để mà đưa được hàng hóa đến cái thị trường đó thì chúng ta cũng phải tốn một cái khoản chi phí nào đấy. Ví dụ là xuất khẩu tôm hoặc là cá ba sa đi Mỹ hoặc đi Nhật, ví dụ như vậy, thì phải tốn một cái khoản kha khá. Ngoài cái việc là transport, tức là vận chuyển, thì còn có việc mà làm thủ tục pháp lý, rồi kiểm định chất lượng này nọ, tất cả những cost đó, đúng không ạ? Thì mình sẽ gọi là cost of getting goods to the market. Rồi. Và cái cost này nó có tính chất gì ở đây ạ? Nó tính chất là falling. Ở đây mình có verb in. Hồi nãy Tuấn Anh nói rồi đó, verb in, khi mà verb mà chuyển thành verb in, nó sẽ đóng giả làm một trong hai vai trò sau. Thứ nhất, nó giả làm danh từ. Thứ hai, nó giả làm tính từ. Thì ở đây chúng ta thấy là đã có cái danh từ rồi, thì có cần phải giả làm danh từ nữa không ạ? Chắc là không cần. Mà chúng ta sẽ thấy là cái cost này nó giảm xuống. Như vậy là cái cost giảm xuống thì nó giả làm tính từ, đúng không ạ? Cost giảm xuống. Giảm xuống như thế nào ạ? Giảm xuống một cách nhanh chóng, rapidly, được không ạ? Rồi. Rồi như vậy là tính tới thời điểm này là chúng ta đã có ba cái yếu tố mà sao ạ? Mà làm giải thích cho cái this explosion. Rồi các bạn sẽ thấy là cái explosion này nó đồng nghĩa với gì ạ? Với boom, đúng không? Rồi, import export nó đồng nghĩa với gì ạ? International commerce hoặc là international trade, được không? Rồi. Theoretically là gì ạ? Là trên lý thuyết, nó bắt nguồn từ cái chữ gì ạ? Theory,
theory, lý thuyết. Và chúng ta sẽ có, ngược với lý thuyết là chúng ta có practice, tức là thực hành. Vậy thì khi mà chúng ta nói là theoretical, nghĩa là chúng ta nói về mặt nguyên tắc, về mặt vận hành, nguyên tắc nó sẽ hoạt động, nó diễn ra như thế nào. Đó là cái nguyên lý mà trên sách vở người ta sẽ hiểu nó như thế nào. Và trái ngược với nó là chúng ta có practical, tức như là thực tế. Thực tế, được không mọi người? Rồi, giúp dùm anh câu tiếp theo ạ. Theoretically, in the world of trade, shipping costs do not matter. Và về nguyên tắc thì trong cái giới mua bán, giá cho cái việc vận chuyển không phải là vấn đề. Goods, once they have been met, are assumed to move instantly and at no cost from place to place. Hàng hóa một khi đã được sản xuất ra thì phải được vận chuyển ngay lập tức. Em không hiểu cái no cost ý nó là sao. Rồi, rồi mình đi từ từ từng cái nha. Cái câu đầu tiên là các bạn có gì khó hiểu không mà bạn Yến nói là rất là tốt rồi đó. Là về mặt nguyên tắc, về mặt lý thuyết đó, thì cái shipping cost là cái chi phí vận chuyển. Cái shipping thì quen rồi đúng không? Thì bây giờ là đặt hàng đi ship đủ mọi nơi thì chúng ta đã thấy rồi đó. Rồi thì cái chi phí vận chuyển nó không có là cái vấn đề, do not matter, nó không gây vấn đề, nó không phải là một vấn đề đáng quan tâm. Rồi câu tiếp theo mình có goods once they have been made. Rồi vậy thì cái once they have been made nó đóng vai trò làm gì ạ? Nó làm trạng ngữ. Một khi mà nó, trạng ngữ thì dùng để làm gì ạ? Để bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm, nơi chốn, cách thức, lý do hoặc là mục đích gì đấy. Thì ở đây là chúng ta thấy là một khi mà đã được sản xuất ra hoặc là đã được tạo ra thì are assumed to move instantly and at no cost from place to place. Được hiểu rằng hoặc là được mặc định, được nghĩ rằng, cho rằng là sẽ ngay lập tức được chuyển đi. Và at no cost là sao ạ? Chúng ta thấy là không có, này là cost là chi phí, no cost là không có chi phí. Vậy thì at no cost tức nghĩa là không tốn chi phí. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy là the house is sold at $2 billion. Là sao ạ? Ngôi nhà được bán với giá tại cái giá 2 tỷ. Rồi, vậy thì S mà kèm theo một cái số tiền, tức nghĩa là với một cái số tiền nào đấy, tại một cái số tiền nào đấy, nó được định giá như thế. Như vậy thì S no cost là sao ạ? Bạn Yến ạ? Nó không tốn. Ừ, không tốn chi phí nào cả. From place to place nghĩa là từ nơi này đến nơi khác, được không mọi người? Từ nơi này đến nơi khác. Oh sorry. Từ nơi này đến nơi khác. Như vậy là trên lý thuyết á, là cái shipping cost nó không là vấn đề. Và cũng trên lý thuyết đó thì một khi mặt hàng đã được tạo ra thì nó sẽ được bán ngay. Assume tức nghĩa là mặt người ta sẽ giả định. Assume là think. Nhưng mà think này là think kiểu giả định, cho rằng. Giả định ha. Sẽ được giả định hoặc là cho rằng là nó sẽ move instantly. Di chuyển ngay. Và di chuyển ngay at no cost from place to place. Không có tốn chi phí để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. However, tuy nhiên cái câu tiếp theo mời Yến coi dùm nhanh. Yeah, the real world, however, is full of frictions. Và thực tế thì đầy những cái friction, là những cái cạnh tranh. Cứ cho là friction đi, friction. Mình đừng có cố gắng mình nói bằng tiếng Việt, mình coi tiếng Anh trước, rồi tí nữa mình đọc tiếp theo, rồi mình quay lại với cái friction mình sẽ hiểu nó hơn. Rồi tiếp tục. Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America, but it delays in shipment, lie up working capital, and cause winter clothes to arrive in spring. Trade may lose its advantages. Là
cái việc mà nhân công rẻ ở Trung Quốc có thể làm cho quần áo nó cạnh tranh hơn ở Mỹ, nhưng mà cái việc delay vận chuyển, lay up working capital, làm cho cái quần áo mùa đông nó đến trễ hơn, nó vào cái mùa xuân đó, thì sẽ làm cho cái đồ đó mất đi cái lợi thế của nó. Ừ, rồi thì á rồi thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự so sánh gì ạ à? So sánh giữa cái lý thuyết theoretically và mình có cái thế giới thực tế, the real world. Trong thực tế thì thế giới thực tế, cuộc đời sống thực tế nó đầy rẫy những cái frictions, và chúng ta sẽ cảm thấy là ở đây á, frictions mình không biết rõ là cái gì, nhưng mà có vẻ là khi mà có cái phép so sánh giữa giữa giả định, giữa lý thuyết với lại thực tế như vậy thì nó sẽ có sự đối lập nhau, đúng không ạ? Đối lập nhau thì ở đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ok, shipping cost là không phải là một vấn đề gì cả, không phải là vấn đề gì cả, thì cái frictions này dường như nó là một cái gì đó nó đối lập với lại cái shipping cost do not matter, được không ạ? À, mình sẽ có cả cảm giác như thế đấy. Rồi, và tiếp theo mình có gì ạ? Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America. Cái labor, labor là sao ạ? À? Bình thường á, labor là lực lượng lao động, đúng không? Đúng không? Là ý chỉ con người. Nhưng mà khi mà mình gắn tới cái nền kinh tế thì chúng ta có thể là có cái nghĩa bị chuyển đi. Ở đây là có cheap labor, tức nghĩa là sức lao động rẻ mạt, sức lao động mà bán rẻ. Ở Chinese, có ở China thì có thể khiến cho Chinese clothing, cái ngành may mặc của China, nó sẽ trở nên cạnh tranh, nó có sức thu hút ở Mỹ đấy. Nhưng nếu như mà những cái delays in shipment, những cái sự chậm trễ về shipment, về việc giao hàng, nó lie up working capital, nó đóng góp vào trong cái working capital. Capital ở đây là sao ạ? Capital mình sẽ cần phải giải thích với các bạn tí xíu, tại vì cái này á, nếu mà các bạn nào mà học về những cái khối ngành về kinh doanh kinh tế thì các bạn sẽ rõ hơn. Khi mà chúng ta đi kinh doanh á, bình thường capital là gì ạ? Là thủ đô, đúng không? Hà Nội is the capital of Vietnam. Tuy nhiên là ở trong kinh doanh thì còn có một ý nghĩa khác. Capital tức nghĩa là cái vốn hoặc cái tiền, đơn giản thôi, nó chỉ là money hoặc là fund, là những cái vốn hoặc là những cái tiền. Như vậy á, thì nếu như mà cái delays in shipment, những cái sự chậm trễ hoặc là trì hoãn về mặt giao hàng đó, nó lie up working capital, tức nghĩa là nó đẩy cái tiền mà để hoạt động hoặc là cái vốn để hoạt động, và nó cause winter coats to arrive in spring. Và thậm chí là các bạn nếu mà không có quen với cái lĩnh vực kinh tế lắm thì các bạn có thể bỏ qua cái này, được không ạ? À? Được, là bởi vì sao ạ? À? Bởi vì chúng ta sẽ có những cái cụm khác để chúng ta giúp đoán ra được cái nghĩa của cái lie up in working capital này, được không ạ? À? Và chúng ta thấy là cause winter coats to arrive in spring, là chúng ta thấy là nếu như mà cái delay đó nó khiến cho những cái chiếc áo ấm mùa đông đó, thay vì giao vào mùa đông thì bây giờ lại giao vào mùa xuân, thì có còn ý nghĩa gì nữa không? Đâu ai mua nữa đâu. Thì khi đó, if something happen thì something else happen, nếu cái điều này xảy ra thì điều khác cũng sẽ xảy ra. Kết quả là xảy ra gì ạ? Trade may lose its advantages, tức nghĩa là cái việc thương mại sẽ mất đi cái lợi thế, đúng không? Advantage, các bạn nhớ không? Advantage và disadvantage là lợi ích và bất lợi, và nó cũng là cái lợi thế và cái bất lợi, được không ạ? À? Lợi thế là việc gì ạ? À? Lợi thế là việc gì hai miếng ha? Dạ, lợi thế của nó là cheap labor. Cheap labor nha mọi người nhé, cheap labor. Rồi, vậy thì á, cheap labor bây giờ nếu như mà cho dù là có bán rẻ đi chăng nữa mà đến sai thời điểm, đúng người sai thời điểm thì có còn ý nghĩa không? Không. Như vậy thì lúc này nếu như mà chậm trễ giao hàng thì mất đi lợi thế. Cheap labor cũng không còn lợi thế gì nữa. Rồi,
Vậy thì trade may lose its advantages. Vậy qua cái đoạn này chúng ta sẽ thấy có những cái ý tưởng chính nào ạ? Đầu tiên là ba cái yếu tố dẫn đến international commerce explosion. Thứ nhất là decline in trade barriers. Thứ hai là gì ạ? Là the economic opening of countries. Đúng không? Thứ ba là gì ạ? The falling cost of getting goods to market. Hay nói cách khác là cái falling cost of shipment. Đúng không? Khi mà chúng ta muốn đem cái hàng hóa đến thị trường thì rõ ràng chúng ta phải vận chuyển. Và hơn nữa là trong cái bài ngày hôm nay chúng ta nói về delivering the goods. Như vậy thì hồi nãy mặc dù Tuấn Anh nói là cái việc mà chúng ta đem cái hàng hóa đến một cái thị trường nào đó thì nó đòi hỏi nhiều thứ như là vận chuyển hay là thủ tục pháp lý hay là kiểm định chất lượng này đó. Nhưng mà bởi vì cái bài của chúng ta đang có cái tiêu đề là delivering the goods, cho nên chúng ta sẽ hiểu là cái việc mà getting goods to market chính là cái việc vận chuyển hàng. Được không? Rồi, đó là cái ý đầu tiên của đoạn B. Rồi, một nửa còn lại thì nói về việc gì ạ? Về việc so sánh. So sánh là về lý thuyết thì shipping costs do not matter. Nhưng thực tế thì lại có những cái trở ngại. Friction. Friction nghĩa gốc của nó là cái lực ma sát hoặc là sự ma sát. Và các bạn biết đó là ma sát là cái gì ạ? Một cái lực mà cản trở cái sự di chuyển, đúng không ạ? Chúng ta mà chà sát bàn tay vào nhau thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ khó chuyển động bàn tay hơn là chúng ta move cái bàn tay bình thường ở trong không khí. Friction là cái trở ngại. Trở ngại về việc gì ạ? Mình sẽ thấy là cheap labor là một cái advantage. Nhưng delays in shipment nó sẽ làm mất đi cái advantage đó. Được không? Rồi các bạn có một phút để các bạn đọc tiếp đoạn C nha. Một phút bắt đầu ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu với đoạn C nha mọi người. At the turn of the 20th century, agriculture and manufacturing were the two most important sectors almost everywhere, accounting for about 70% of total output in Germany, Italy and France, and 40 to 50% in America, Britain and Japan. International commerce was therefore dominated by raw materials such as wheat, wood, and iron ore, or processed commodities such as meat and steel. But these sorts of products are heavy and bulky, and the cost of transporting them relatively high. Các bạn đợi mình cho anh xíu. Ok. Rồi. Cho mình nhờ một bạn giúp giùm mình, nhưng mà bạn An giùm mình nha. Dạ. Dạ, vào khoảng thế kỷ 20 thì nền nông nghiệp và công nghiệp chế tạo là hai mảng quan trọng của hầu hết mọi nơi, và nó chiếm khoảng 70% cái nguồn đầu ra của Đức, Ý và Pháp, và chiếm khoảng 40-50% của Mỹ, Anh và Nhật. Thì thương mại quốc tế có vẻ thương mại quốc tế được dominate
bởi nguyên vật liệu như là quýt, gỗ và quặng sắt, bauxite, commodities, những cái kiểu như thức ăn và thịt và thép. Nhưng cái những loại sản phẩm này có vẻ là khá là nặng nên cái vận suy chi phí vận chuyển của nó có vẻ khá cao. Ok, rồi, tốt ha. At the turn of the 20th century, khi mà chúng ta đọc cái này chúng ta sẽ hình dung là cái turn là gì ạ? À? Một cái ngã rẽ, đúng không? Khi nó đang đi trên đường mà chúng ta có một cái turn nữa, chúng ta bước ngoặt hoặc là một cái ngã rẽ. Thì ở đây là gì ạ? À? Chúng ta hình dung cái dòng thời gian của mình đó, mà đang đi thẳng tắp như vậy. Xong rồi nó có một cái ngã rẽ thì tức nghĩa là sao ạ? À? Nó rẽ sang một cái century mới. Như vậy là at the beginning of the 20th century, đúng không ạ? À? Khởi đầu thế kỷ 20, khi mới bước vào thế kỷ 20, at the turn of the 20th century, được không? Rồi, agriculture và manufacturing là hai cái most important sectors, hai cái lĩnh vực hoặc là hai cái phân khúc quan trọng nhất ở hầu hết mọi nơi, almost everywhere. Và nó accounting for, tại sao có verb in ở đây ạ? À? Là bởi vì nó là một cái mệnh đề quan hệ which accounted for gì đó, đúng không ạ? Which accounted for, và nhắc lại để các bạn nhớ là khi mà mệnh đề quan hệ mà được rút gọn rãi á thì chúng ta sẽ xem xét về cái tính chất của nó là chủ động hay bị động. Nếu là chủ động thì chúng ta sẽ chuyển thành verb in. Nếu mà bị động thì nó chuyển về là verb ED hoặc là verb ở cột 3, được không ạ? À? Rồi. Và nó sẽ không có quan tâm đến thực chất của nó là cái thì gì. Thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây là đầu thế kỷ 20, rõ ràng là quá khứ. Do đó nó sẽ là, nếu mà viết đầy đủ ra, nó sẽ là simple past which accounted for, đúng không ạ? À? Nhưng khi mà chúng ta rút gọn lại thì chúng ta chỉ còn có verb in mà thôi, không cần quan tâm nó là thì gì hết. Chúng ta chỉ quan tâm nó là chủ động hay bị động, đúng không ạ? À? Bị động thì chuyển thành verb ed, được chưa? Rồi, và nó đóng góp cho 70% account for, tức nghĩa là chịu trách nhiệm cho hoặc là giải thích cho hoặc là đóng góp trong cái điều gì đấy. 70% total output, tổng sản lượng ở Germany, Italy và France, và 40-50% ở America, Britain and Japan. Rồi chúng ta sẽ thấy những cái tên của cái đất nước, những cái đất nước này. Rồi thấy tên của nó thì ok, chúng ta cũng take note lại, note down trong đầu chúng ta thôi. Nhưng mà không, đừng có quá quan tâm về cái chuyện đó. Bởi vì nếu như mà chút nữa mà câu hỏi mà hỏi về đất nước thì mình sẽ liên hệ lại những cái chỗ này. Không thôi, được chưa? Đừng quá quan tâm chỗ này. Quan trọng là giống như những cái đoạn A, đoạn B ở trên đó, là mình quan trọng là mình hiểu được cái ý gì ở trong đó. Chứ đừng có hiểu về cái dữ kiện ở trong đó, được chưa? Rồi, vậy thì tiếp tục international. Rồi, mình sẽ thấy gì ạ? Two most important sectors. Cái gì mà có so sánh hơn, so sánh nhất thì các bạn lưu ý đánh dấu lại dùng cho toán Anh, gạch chân hoặc là khoanh tròn hay là bất cứ cái cách nào để các bạn đánh dấu lại. Chi vậy? Bởi vì đó là những cái quan trọng mà chúng ta cần biết đấy, chứ không phải là quan trọng là những cái số liệu này đây. Không phải là số liệu về Germany, Italy, France hay là America, Britain, Japan hay là 70 hay là 40, 50 gì cả. Mà ở đây là chúng ta sẽ cần quan trọng là agriculture và manufacturing là hai cái most important factor. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo. International commerce, giao thương quốc tế was therefore dominated. Dominated. Rồi, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có những cái chữ mà ở trong, ví dụ là ở trong thời kỳ mà trong quá khứ, trong thế kỷ 20, chúng ta thường có là đất nước này xâm chiếm đất nước kia. Chúng ta có những cái chữ như sau. Chúng ta có invade hoặc là invasion. Invade là xâm lược, xâm lăng, xâm chiếm. Và chúng ta có danh từ là invasion. Ngoài ra chúng ta cũng có dominate là xâm chiếm hoặc là đô hộ gì đấy, đúng không? Ở trong cái bối cảnh bình thường của nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt mình vào trong cái bối cảnh kinh tế thì dominate còn có nghĩa là xâm lược, đô hộ, đúng không ạ? À? Không, chúng ta chỉ còn có nghĩa của nó là xâm chiếm mà thôi. Rồi ngoài ra chúng ta coi những cái bộ phim, ví dụ phim gì của Nicole Kidman, nó quên là Vật Chủ,
là nói về gì ạ? Một cái loại anh không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái là có một cái loại ký sinh trùng hoặc là một cái vi sinh vật nào đó nó xâm lấn lấy cơ thể của chúng ta, nó chiếm lấy cơ thể và coi đó là cái vật chủ. À, thì nó đang dominate our body. À, như vậy nó là gì ạ? À? Nó xâm chiếm, xâm lấn, hoặc là nó dẫn đầu, nó lấn lướt một cái gì đó. Và tương tự chúng ta có domination, lấn át là danh từ, được không ạ? À? Domination. Rồi, vậy thì á, chúng ta sẽ thấy là nó bị lấn át, hoặc là khi mà chúng ta nói là lấn át như thế này, by những cái thứ gì như sau. Tức nghĩa là sao ạ? À? Những cái thứ như sau nó sẽ chiếm phần lớn ở trong cái chiếm cái tỷ trọng lớn ở trong cái international commerce, được không ạ? À? Được không? Ok. Như vậy thì mình sẽ thấy là cái ý thứ hai mình sẽ thấy được cái việc là cái giao thương lúc này nó được nó bị chiếm phần lớn bởi một mặt á, là chia theo lĩnh vực kinh tế là mình có agriculture và manufacturing. Và thứ hai là cái lĩnh vực chúng ta phân chia về mặt sản phẩm thì chúng ta có raw materials, tức nghĩa là nguyên liệu thô, materials là vật chất hoặc là nguyên vật liệu, mà còn raw nữa nghĩa là thô. Thì các bạn cũng biết á, là khi mà trong một cái quá trình sản xuất thì để nói hết cái dòng này rồi mình đã nói về cái raw material sau ha. Such as wheat, nghĩa là gì ạ? À? Lúa mì, wood and iron ore. Là mình có wood là gỗ và iron ore như bạn hồi nãy bạn nói á, là cái quặng sắt. Trong trường hợp mình không biết nó là cái gì luôn á thì mình cứ coi nó là iron ore. Xong. Tiếp tục. Và các bạn để ý thấy là ở đây có such as, đúng không ạ? Such as. Và có một loạt cái phép liệt kê ở phía sau. Vậy thì nó không quan trọng lắm, trừ khi các bạn không hiểu raw materials là cái gì, các bạn mới cần đọc nó để các bạn hình dung sơ sơ về nó. Rồi. Và nó bị dominate bởi cái gì nữa ạ? À? Bởi cái process commodities. Rồi, đọc này mà còn không biết nữa thì chúng ta sẽ đọc cái such as là thông tin phụ, là meat and steel là thịt và thép. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi là cái raw materials và process là cái gì. Chúng ta có ví dụ chúng ta nói về cái ngành công nghiệp sản xuất giày. Giày Nike hoặc là giày Adidas mà chúng ta mang giày thể thao hàng ngày chúng ta đi chơi đó, thì nó được sản xuất từ đâu ạ? À? Từ cao su, từ nhựa. Vậy thì á, người ta sẽ bắt đầu từ những cái plastic resin, tức nghĩa những cái hạt nhựa. Nhựa từ đâu? Từ cái hạt nhựa. Thì đây được gọi là cái raw materials, là nguyên liệu thô, chưa có đá đụng gì tới nó hết. Sau đó từ cái hạt nhựa này người ta mới sản xuất ra được cái shoe sole, là cái gì ạ? Cái đế giày. Và đế giày này người ta gọi là bán thành phẩm, semi product, bán thành phẩm. Và từ cái đế giày này người ta gắn cùng với một cái loại bán thành phẩm khác là cái mũi giày, hoặc là cái gì ở phía trên cái miếng vải á, người ta khâu vào thì người ta mới tạo ra được cái shoes là cái đôi giày, thì người ta gọi là final product hay là chỉ đơn giản là product thôi, là thành phẩm sản phẩm đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái nguyên liệu thô sơ của nó gọi là raw materials. Và tiếp theo sau khi cái raw materials đó nó được nấu chảy đúc thành cái shoe sole thì nó có được bán ra thị trường chưa ạ? À? Chưa, chưa, nó chỉ mới là bán thành phẩm semi product mà thôi, hay còn gọi là process stock, tức nghĩa là hàng hóa đã được chế biến, hay là process commodity. Nó cũng là một cái dạng hàng hóa nhưng mà nó chưa được bán đến tay người tiêu dùng, mà nó chỉ được bán qua lại giữa những cái nhà máy sản xuất với nhau thôi. Nhà máy sản xuất đế giày họ sẽ nhập cái plastic resin là cái hạt nhựa về để họ sản xuất ra cái shoe sole, đó là cái sản phẩm của họ. Nhưng họ không bán cái đó đến người tiêu dùng mà họ bán cái đó đến nhà máy giày. Nhà máy giày mua cái shoe sole này về để mà họ khâu vào cái miếng vải để họ tạo ra cái shoes. Như vậy là cái
cái đó gọi là các process commodities để các bạn. Rồi thì các bạn có thấy là tương tự như vậy, chúng ta có lúa, mì, gỗ hoặc là quặng sắt, chính là những cái nguyên liệu thô. Và sau đó từ cái iron ore này, từ cái quặng sắt, người ta mới tinh chế ra được sắt, hoặc là người ta có thể bỏ thêm carbon vào đâm đó để người ta trở thành steel, trở thành thép, đúng không ạ? Rồi tương tự như vậy, chúng ta có đàn bò, chúng ta nuôi lên thì đó là raw materials, đúng không? Sau đó chúng ta mổ xẻ, mổ thịt gì đó, rồi chúng ta làm sạch, đóng gói này nọ, thì nó sẽ trở thành meat, thì nó đã được chế biến, đúng không? Thì cái mà chúng ta mua được ở ngoài siêu thị chúng ta gọi là processed food, là thực phẩm đã được chế biến, đúng không ạ? Rồi. But these sorts of products, những cái loại sản phẩm này, mình có, để nói về loại, chúng ta có kinds, sorts, types, forms, được không ạ? Rồi, những cái này chúng ta đều nói là loại, nhưng mà cái kinds và cái sorts này á, là nó sẽ hơi informal. So với types và form là gọi là hình thức, thì nó sẽ là formal hơn xíu nha. Một, hai cái là informal và hai cái là formal hơn. Rồi, những cái loại sản phẩm này ra, nó heavy and nó bulky, nó nặng và nó cồng kềnh, được chưa? Không biết bulky là cái gì thì ít nhất chúng ta cũng biết được nó vì nó heavy. And the cost of transporting them relatively high. Cái chi phí để vận chuyển chúng là khá cao, relatively. Chúng ta có những cái gì để nói về tương đối hoặc là khá? Chúng ta có relatively, chúng ta có pretty, chúng ta có fairly, chúng ta có quite, chúng ta có rather, là những cái để nói về việc khá, tức nghĩa là nó không có hẳn là nó cao lắm nhưng mà nó cũng khá cao, được không ạ? Rồi các bạn sẽ thắc mắc là cái ý chính ở đây chúng ta gom được là gì ạ? Là những cái loại sản phẩm này nó nặng nề và cồng kềnh, do đó là cái chi phí vận chuyển chúng là khá cao. Các bạn thấy được cái nội dung ở đây rồi. Rồi bây giờ có hai điểm mà Tuấn Anh muốn nói với mọi người về cái writing style. Thứ nhất là cái chữ and. Chữ and này bình thường á thì chúng ta sẽ hiểu nó là và, đúng không? Và thì sao ạ? Và tức nghĩa là bổ sung thêm thông tin. Tuy nhiên á là cái chữ and này nó được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Mục đích thứ nhất của nó là để chỉ cái sự bổ sung, đúng không ạ? Việc thứ hai là nó chỉ về một cái kết quả. Thứ ba, nó chỉ về một cái sự đối lập, contrast. Ví dụ như là tôi nói rằng là addition, đúng không? Ví dụ tôi nói rằng là giống như ở trên á, chúng ta nói là 70% sản lượng là ở Germany, Italy and France, và bổ sung vào đó 40-50% sản lượng ở Mỹ, ở Anh, ở Japan, như vậy, được chưa ạ? Thì nó là cái mục đích của nó dùng để chỉ về cái sự bổ sung thông tin. Nếu mà tôi nói về cái consequence, tức nghĩa là nó mang đến cái hậu quả hoặc là cái kết quả, chúng ta có thể thấy ở đây nè. Vì những cái, ở đây chúng ta không nói là because những cái loại thực phẩm hoặc là những cái loại sản phẩm này nó nặng nề nên chi phí nó tăng. Thì ngoài cái cách chúng ta nói là because hoặc là chúng ta nói là therefore, thì chúng ta có thể sử dụng cái chữ and, được không ạ? And để chỉ về một cái kết quả. Kết quả là the cost is high, đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có cái contrast. Contrast là một cái sự đối lập. Đối lập như là gì ạ? Cho tôi một ví dụ. Ví dụ, I walk to school. I have to walk to school. But she goes by car. Tôi đi học mà phải đi bộ, nhưng mà còn cô kia là cổ giàu, cô đi xe hơi. But bây giờ tôi không thích xài but,
tôi vẫn có thể xài được chữ and. I have to walk to school and she goes by car. Trong khi tôi đi bộ thì cô lại được đi xe hơi. Đó là một cái sự đối lập. And vẫn có thể thay được cho but, and thay được cho therefore. Các bạn đọc cái chữ and thì các bạn thấy nó có nhiều cái chức năng khác nhau, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy gì ạ? Tại sao, sẽ có cái câu hỏi là tại sao ở đây là the cost of transporting them relatively high. Chúng ta có chủ ngữ là the cost of transporting them. Và chúng ta có vị ngữ tính từ là high. Vậy câu hỏi đặt ra là ủa, động từ đâu rồi? Có phải đề sai không? Có phải là sai ngữ pháp không? Đáng lẽ ra phải có is, đúng không ạ? Đáng ra phải có is theo cái cảm quan thông thường là các bạn như vậy. Nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn là đây là một cái kỹ thuật viết ở trong tiếng Anh. Thì vì ngôn ngữ là cái thói quen sử dụng của cái ngữ pháp, là thói quen sử dụng ngôn ngữ của người bản ngữ, thành ra là họ sẽ có những cái thói quen khá là khác lạ so với những gì mình được học. Thì cái việc mà họ viết mà thiếu cái động từ ở đây là một cái chuyện hết sức bình thường nha mọi người, không có gì phải lăng tăng hết. Nhưng mà chúng ta có nên bắt chước cái điều này hay không? Thì lời khuyên của mình là trong bài IELTS Writing, các bạn không nên bắt chước cái kỹ thuật này. Bởi vì đây là một cái writing techniques, một cái kỹ thuật viết ở trong English Literature, trong văn học Anh. Và ở đây á, là nó có một cái sự so sánh giữa cái việc là products are heavy và cost is high. Đó. Cho nên là người ta nuốt bớt cái chữ is là bởi vì nó tương đồng với cái động từ to be ở phía trước này. Cho nên là người ta nuốt bớt cái động từ to be ở đây. Đó là cái cách thành văn ở trong văn học Anh. Nhưng mà khi mà các bạn làm writing, các bạn đừng có bắt chước cái việc này, bởi vì sẽ có cái khả năng là các bạn làm vận dụng nó không đúng, nó không phù hợp, thì người ta sẽ vẫn quy là các bạn sai ngữ pháp, được không ạ? Cho đó, mình thấy như vậy, mình chấp nhận như vậy, nhưng mà mình không bắt chước cái điều đó, được không mọi người? Rồi, thì qua cái đoạn C này chúng ta gom lại những cái ý chính nào ạ? Ý chính đầu tiên là agriculture và manufacturing là hai cái most important factors. Ý thứ hai là cái international commerce was dominated bởi những hàng hóa như sau. Và thứ ba là cái problem ở đây là cái việc mà nó quá nặng nề, heavy and bulky. Do đó là cái cost of transporting them nó khá là high, nó khá là cao. Rồi các bạn dành một phút. Ơi, có ai bạn hỏi gì ạ? Các bạn nào muốn thắc mắc gì không ạ? Có một bạn tên là nickname tên là iPhone đó. Mình không rõ, nhưng mà mình nghe không có nghe được tiếng của bạn. Bạn có thể đánh cái thắc mắc của bạn ra chat box được không ạ? Rồi trong lúc mà chờ bạn đánh cái câu hỏi thắc mắc của bạn thì chúng ta tiếp tục với cả lớp giúp mình đọc đoạn đi nha. Rồi bạn có thắc mắc thì bạn cứ đánh ra cho mình. Rồi một phút bắt đầu ạ. Chín giờ mười rồi.
Rồi ok. Mọi người mình ráng xong đoạn D xong rồi mình nghỉ ngơi ha. Rồi mình sẽ tiếp tục với cái bài này á, chủ đề của nó khá là lạ cho nên là mình sẽ cần đào sâu vào nó tí xíu. Chứ mình không có đi nhanh như là những cái bài khác. Rồi, mình sẽ thấy là đoạn D: countries still trade disproportionately with their geographic neighbors. Over time, however, world output has shifted. Cái này là shifted nha. Nó là đánh sai á. Shifted into goods whose worth is unrelated to their size and weight. Today, it is finished manufactured products that dominate the flow of trade, and thanks to technological advances such as lightweight components, manufactured goods themselves have tended to become lighter and less bulky. As a result, less transportation is required for every dollar's worth of imports or exports. Rồi, cho em mời chị Hương giúp em với nhé. Cái ý nghĩa đoạn này là những cái đất nước thì vẫn tiếp tục buôn bán không có cân đối với những cái quốc gia láng giềng và mặt biển đấy. Tuy nhiên là theo thời gian thì đầu ra thế giới xuất khẩu thì đã dịch chuyển những cái hàng hóa, những cái giá trị của chúng của họ thì không có liên quan đến cái kích cỡ và cái cân cái độ nặng. Ngày nay thì những cái sản phẩm, những cái finished manufactured products, mình không biết, mình cứ đọc vậy luôn, không sao hết. À, alo, em không còn nghe được nữa ạ. Chị Hương ơi, em không còn nghe được nữa ạ. Sorry, chắc là có vấn đề về kỹ thuật nào đấy. Sorry chị Hương nhiều, em sẽ nhờ một bạn khác giúp giùm em. Nhờ bạn Thanh Thanh nha. Today is a finished manufacturer. Ngày nay thì tất cả các sản tất cả các thành phẩm tất cả cái finished manufacturer products dominate. That dominate. Được đóng góp theo cái flow of trade and thanks to, này là bởi vì nhờ có những cái tiến bộ, những cái các tiến bộ khoa học, những cái tiến bộ kỹ thuật như là lightweight component manufacturer goods themselves đã become lighter and less bulky. Và kết quả là do đó kết quả là cái việc vận chuyển ít đi thì tiết kiệm được nhiều cho việc xuất khẩu và nhập khẩu. Rồi ok. Rồi, cái đoạn này á thì có nhiều cái cấu trúc nó hơi lạ đi xíu cho nên là mọi người đọc mọi người sẽ hơi trúc trắc một tí xíu nhưng mà không quen ha. Rồi mình có disproportionately. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta đọc cái writing test 1, cái về mô tả về biểu đồ của academic á, thì chúng ta sẽ thấy là cái proportion là gì ạ? Proportion có nghĩa là tỷ lệ, tỷ trọng, đúng không ạ? Tỷ lệ hoặc là tỷ trọng. Vậy thì á, chúng ta sẽ có cái chữ là proportionate, nghĩa là theo tỷ lệ, proportionate là theo tỷ lệ, đúng không ạ? Rồi, thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là có thêm cả cái chữ ly nữa, là nó adverb, đúng không?
Và có cái this ở phía trước nghĩa là gì ạ? Nó đối ngược lại với cái proportionately, nghĩa là không theo tuân theo tỷ lệ gì cả. Tức nghĩa là countries still trade disproportionately with their geographic neighbors, là không có theo tỷ lệ gì hết. Ví dụ như là ví dụ là đất nước Japan so với Russia thì Russia bự như vậy, nhưng mà Japan lại đóng vai trò như là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, thì đó có phải là nó theo cái tỷ lệ về địa lý không? Không. Nước Nga bự thấy mồ nhưng mà cái xuất khẩu lại không bằng nước Nhật. Đấy, thì nó sẽ là các cái đất nước đang giao thương không tuân theo tỷ lệ so với những cái geographic neighbors, so với những hàng xóm của họ. Over time, qua thời gian, however, lại tiếp tục giữa hai dấu phẩy thì có thể là relative clause hoặc là cái cạn ngữ. Cạn ngữ chỉ về thời gian, nơi, chốn, cách thức hay là mục đích, lý do. Rồi, vậy thì however là tuy nhiên, ngược lại. Thì qua thời gian, world output là sản lượng của thế giới đã shifted into goods. Rồi, chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta có shift into something. Shift là chúng ta trượt hoặc là di chuyển. Nó bằng với move, được không ạ? Hoặc là transform. Rồi, shift nghĩa là move, là di chuyển, dịch chuyển. Transform là biến chuyển, chuyển đổi, chuyển hóa thành một cái gì đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ hiểu là một cái sự dịch chuyển từ một cái lĩnh vực này sang một cái lĩnh vực kia. Thì trước đây là có thể là mình sẽ tập trung vào những cái loại hàng hóa như là thịt cá, rau củ gì đấy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ shift into những cái loại hàng hóa như là điện thoại hay là phép giật tài sản, được không ạ? Vậy thì á, chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có là dịch chuyển vào những cái hàng hóa. Không, dịch chuyển hàng hóa ở đây là về việc gì ạ? Dịch chuyển vào việc sản xuất ra hoặc là mua bán những cái loại hàng hóa. Hàng hóa như thế nào? Hàng hóa mà giá trị của chúng, worth ở đây là giá trị, value, worth, giá bán, nó is unrelated, không liên quan đến their size and weight, không liên quan đến kích cỡ và khối lượng. Không phải là cứ lớn hay là nặng thì sẽ giá bán cao, mà bây giờ người ta sẽ quan trọng về cái những cái gì nó mang sinh lời nhiều hơn. Ví dụ bán điện thoại di động, smartphone thì dĩ nhiên là mang lại nhiều tiền hơn, người ta tập trung vào việc đó. Ví dụ vậy. Today it is finished manufactured products. Đầu tiên mình nói về cái chữ này trước. Finished manufactured products nghĩa là gì ạ? Nó giống như ở phía trên á, mình có giải thích với mọi người á, là cái quá trình mà đi từ sản xuất từ cái nguyên vật liệu cho đến bán thành phẩm, rồi đến cho đến thành phẩm ở dưới đây nè, đâu rồi, process ở đây á, product mình có gọi là final product hoặc là finished product, là thành phẩm, đúng không? Vậy thì á, những cái thành phẩm, được không ạ? Finished products that dominates the flow of trade, nó chiếm lĩnh cái hoạt động giao thương. Flow là cái dòng chảy mua bán, tức nghĩa là cái hoạt động giao thương, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có cái cấu trúc này ở đây. It is. Rồi, chúng ta nhìn qua bên tay phải, nhìn cho Tuấn Anh. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc là it is something that does something. Chính là một cái điều gì đó, nó làm một cái hành động gì đó. Đó sẽ nghĩa là something does, làm một cái việc gì đó. Something làm cái việc gì đó. Ví dụ như chúng ta sẽ nói rằng là it is Peter who ate the whole cake. Thì khi này nó sẽ bằng với cái việc là Peter ate the whole cake. Rồi, hai câu này nó bằng nghĩa với nhau, nó đều có nghĩa là Peter ate the whole cake. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là it is như thế này á, là chúng ta nói một cái cách nhấn mạnh, chúng ta stress về cái mặt là ai hoặc là cái gì. Người ta sẽ hỏi là ai đã ăn hết cái bánh này, thì người ta sẽ nhấn mạnh về cái việc ai, chứ không phải nhấn mạnh về cái việc ăn hết cái bánh. Thì người ta sẽ nói là it is Peter, được không ạ? Đó, chính là Peter là cái người đã ăn hết cái bánh này, được không ạ? Vậy thì ở đây là cái đó gì ạ? It is finished products that dominates the flow of trade. Mình sẽ hiểu là chính là cái thành phẩm nó đang chiếm lĩnh cái thị trường giao thương, được không ạ? And thanks to này á,
bình thường mình có thanks là cảm ơn đúng không? Cảm ơn là một cái gì đó, thanks for. Còn cái thanks to này á, là chúng ta sẽ nói là because of, nhờ có một cái điều gì đó, nhờ có một cái điều gì đó, nhờ có gì ạ? Nhờ những cái tiến bộ về mặt kỹ thuật công nghệ, như là lightweight components, những cái vật liệu, những cái thành phần nhẹ, như là máy bay ngày nay là sử dụng nhôm hoặc là composite, thành ra nó rất nhẹ. Cho nên là thanks to, because of, này là nhờ có cái điều này, cho nên nó sẽ dẫn đến một cái điều gì đó khác, đúng không ạ? Điều gì đó khác ở đây là gì ạ? Cái kết quả ở đây là manufactured goods themselves have tended to become lighter and less bulky. Những cái hàng hóa thành phẩm này á, chính nó themselves, cái yếu tố thêm vào để nhấn mạnh thôi, chính những cái hàng hóa thành phẩm này nó đã tend to do something. Tend to do something có nghĩa là có xu hướng làm một cái điều gì đó, thì ở đây có xu hướng trở nên nhẹ hơn và less bulky. Và kết quả là as a result, less transportation is required. Rồi, này á, mình sẽ hiểu gì ạ? Chúng ta nó sẽ hiểu là transportation is less required. Việc vận chuyển sẽ ít được đòi hỏi hơn. Việc vận chuyển sẽ ít cần thiết hơn. Trong cái every dollar's worth, tức nghĩa là trong giá trị của từng đồng đô bỏ ra cho cái việc xuất khẩu, nhập khẩu, nghĩa là sao? Câu này mình nên hiểu như thế nào ạ? Mình hiểu là từng cái đồng đô đó trong cái việc xuất khẩu, nhập khẩu chính là cái chi phí bỏ ra cho xuất khẩu, nhập khẩu. Và như nãy tôi đã nói, để mà xuất khẩu, nhập khẩu thì chúng ta có những cái chi phí nào ạ? Chi phí về vận chuyển, về thủ tục pháp lý, đăng ký với nhà nước, làm này nọ, rồi chi phí về kiểm định chất lượng, chi phí để mà tìm được thị trường, ký kết hợp đồng mua bán này nọ, đi hợp tác với người ta, ví dụ vậy, chi phí mà để xây dựng mối quan hệ với khách hàng đó. Thì bây giờ là bởi vì những cái loại những cái thành phần ở trong cái sản phẩm đó đã trở nên nhẹ hơn rồi, thì bản thân những cái sản phẩm đó nó cũng sẽ nhẹ đi, và nhẹ đi như vậy nó sẽ tốn ít chi phí hơn, và như vậy thì trong cái breakdown, tức nghĩa là trong cái cấu thành, trong cái thành phần của chi phí, cái thành phần chi phí của cái việc mua bán đó, nó sẽ cái chi phí dành cho việc vận chuyển nó sẽ trở nên ít đi, nó chiếm tỷ trọng ít hơn, được không mọi người ạ? Vậy thì qua cái đoạn này mình sẽ có những cái ý chính nào ạ? Những ý chính là cái world output, cái sản lượng của thế giới đã chuyển mình vào trong việc sản xuất những cái hàng hóa mà nó không có liên quan đến cái giá trị của chúng, nó không còn gắn với trọng lượng nữa. Và bây giờ thậm chí là những nhờ có những cái technological advance mà những cái manufactured goods đã become lighter và less bulky. Được không ạ? Và như vậy thì less transportation is required for every dollar's worth of import and export. Tức nghĩa là cái công sức, cái chi phí của cái việc vận chuyển nó sẽ trở nên ít đi trong cái công cuộc mà chúng ta vận chuyển, chúng ta xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Được không ạ? Như vậy là chúng ta có những cái ý chính màu xanh dương. Được không mọi người? Ok, rồi ngày hôm nay chúng ta giải quyết được nửa bài reading. Ngày thứ tư mình sẽ giải quyết nốt những cái đoạn còn lại. Thì các bạn về, các bạn có thể là tranh thủ các bạn đọc trước cũng được ha. Còn các bạn nào mà không có thời gian thì để thứ tư mình sẽ xem xét tiếp cho mọi người. Thì cái bài ngày hôm nay nó không có khó, nhưng mà nó sẽ trở nên lạ với những bạn nào mà các bạn không có đọc nhiều hoặc là không có học về trong cái ngành kinh tế, thì các bạn sẽ thấy lạ một tí. Nhưng mà Tuấn anh nói rồi á, thì reading hoặc là writing hoặc thậm chí bất kỳ cái kỹ năng nào thì nó cũng đòi hỏi các bạn phải đọc nhiều và nghe nhiều để các bạn gain được những cái kiến thức từ những cái lĩnh vực đó, và các bạn có thêm những cái từ vựng ở trong những lĩnh vực đó thì các bạn mới dễ dàng nắm bắt được cái nội dung ha mọi người ha, chứ không chỉ là học những cái kỹ thuật và những cái ngữ pháp đơn thuần mình có thể hiểu được. Mình phải hiểu được càng nhiều càng tốt, mà mình để cho tạo mọi điều kiện để mình đọc được, hiểu được dễ hơn, được không mọi người ạ? Chứ mình không có rely everything on techniques hay là grammar hay là chiến thuật, chiến lược làm bài,
chúng ta không có hoàn toàn phụ thuộc hoặc là dựa dẫm hết tất cả mọi thứ vào cái tips làm bài, mà chúng ta còn phải cố gắng chúng ta đào về cái kiến thức của mình nữa, được không mọi người? Rồi ngày hôm nay thì bài học sẽ kết thúc ở đây. Các bạn nào còn có câu hỏi thì các bạn có thể là ở lại các bạn post câu hỏi lên nha. Còn không thì các bạn có thể thoát ra ngoài nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.